Ông cho ăn tép nè, như mua tép mày ăn không á, cho mày biết. Ăn khô mà cố luôn ạ. Như cái mặt chó kìa, ngồi tướng sầu đời hết chứ không hả. Chua chua ngọt ngọt của cà chua, của trái cà chua, dưa leo, mùi thơm của rau cần, cái hành nữa, tiêu nữa, gia vị nữa, nó hòa hiện vào nhau á mấy bạn. Nói chung là tự mình xào theo khẩu vị của mình nên mình nói là ngon hả bạn, nhưng nhiều lúc mình nói ngon mà mấy bạn ăn mấy bạn không nói không ngon cũng không chừng nữa bạn. Cho nên là tự mình vẫn vẫn một câu nói cũ là chăm là tự nấu tự khen luôn mấy bạn ơi. Mì xào bạch tuộc theo phong cách Chăm Mốc nha bạn. Đây, đây là cái món mì xào của mình. Hôm nay mình làm cái dĩa chà bá lửa luôn nè mấy bạn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đó. À, cái này toàn bộ nguyên liệu là Chăm mua ở Bách Quá Xanh hết nha mấy bạn. Đây, đây là bạch tuộc nha. Hồi nãy nó bự lắm nhưng mà xào xong rồi bây giờ nó teo héo rồi còn có chút béo à. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn lên nha mấy bạn. Tại nãy có tiêu trên này rồi. Trời ơi nhìn hấp dẫn không, mình biết mình ăn hết dĩa mì này luôn các bạn, nhưng mà rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. À, cà chua bi nè, rồi dưa leo nè, lúc nãy mình tìm mua dưa leo baby á, nhưng mà dưa leo baby á mấy bạn, nhưng mà không có, mình mua dưa leo thường luôn.
rồi có rau cần tàu nè, có hành lá nè, có ngò rí nè. Đó, bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức món mì xào bạch tuộc theo phong cách Chăm Mốc với mình nha. Mình nãy mình có mua thêm mấy con tép nữa nè các bạn, tép tươi luôn á. Ok, bây giờ mời mấy bạn trước miếng mì nha. Đây, bây giờ mình mời các bạn cùng xem và cùng thèm với bạn Chăm nha. Đó, để cuộn lên cái đã. Đây, mời các bạn nha, có một miếng bạch tuộc trong đây nè nha. Ok, chan lên miếng nước tương nữa mấy bạn. Mình có làm chén nước tương nữa các bạn, nước tương với ớt. Đó, cho vô mấy hột đường nữa cho nó kẹo. Ok, trời ơi đã quá, đói bụng quá mấy bạn. Ngủ vậy là đi làm clip luôn á, chứ mình không có ăn sáng luôn mấy bạn. Ok, bây giờ mình ăn nha mấy bạn. Nào có muốn ăn mì không ta? Nào có muốn ăn mì không? Nè Nào, mì không? Mì em cho cậu mì nè. Hả? Biết ăn mì không? Đứng dậy. Nè. Mì mình chê à? Chê mì hả? Hả? Nào. Vừa ăn ghê luôn á mấy bạn. Tiêu. Nấu chê mì mấy bạn. Chê hả? Chê dạ. Hả? Chắc là đòi ăn thịt gà rồi nè. Gà thì nó ăn mà mì cho nó chê. Quá ngon các bạn ơi, cho tới bụng mà. Lần nào trong làm clip cho bụng, để cho bụng thiệt đói luôn các bạn. Ăn cho nó ngon á. Bạn nhìn bình tuột nó teo lại còn có chút béo nè các bạn thấy không? Nè, đó. Hồi nãy á, mình không có trụn mì, nãy mình không có trụn mì với nước sôi rồi mình mới bỏ vô lô xào. Mà mình bỏ thẳng luôn vô cái nồi xào luôn mấy bạn. Xong rồi mình cho thêm một tí nước vô nữa là mì nó nở mềm vừa chín tới luôn á, nó không có bị nhũng quá. Ăn bạch tuộc không? Hả? Muốn ăn bạch tuộc không? Thấy không? Trời ơi, ăn khô quá trời luôn. Ăn mì cũng ăn bạch tuộc. Có ông tép nữa nè. Biết ông tép không? Biết ông tép không? Nó cho mì nè. Nè, ăn thịt của mì hả? Nè, cho cộng thép nè. Cho nãy chê. Hả? Sao nãy chê mì? Giờ ăn là ngon rồi phải không? Ai tưởng nó làm dở phải không? Hả? Không. Ăn trái cà chua mấy bạn, cà chua bi nè mấy bạn. Chấm vô nước tương hết đã. Ngon quá. Dẻo dẻo. Nào. Cho ông Trọng à. Chuyên nghiệp quá à. Ngày chủ nhật đó các bạn. Mọi người đi chơi hết rồi. Nâu không, không ai ăn gì, không có gì cho nâu nâu ăn hết trơn. Nâu ơi, coi miếng mì nữa nè nâu. Nè. Nâu. Nè. Nè. Nâu.
ăn phải đưa tới chỗ mới chịu, nó làm biếng tới giờ làm biếng đứng dậy rồi vậy chứ cho nó con bạch tuộc nó đứng dậy nhanh lắm. Cho miếng bạch tuộc nè, nâu nâu cho miếng bạch tuộc nè, đứng dậy không nè, nâu bây giờ không đứng dậy là nhốt vô chuồng nha, chết đạt gì để lớn vô chuồng. Thấy chưa mấy bạn, thấy chưa các bạn, thấy chưa, chỉ cần hô đạt kìa đó nó vậy chứ. Cà chua này để nguyên trái xào ngon ghê luôn á mấy bạn, thiệt luôn á. Đó. Ừ. Chú Tâm cho ăn mà còn giống dẻo nữa. Thiệt á. Chưa thấy ai như nâu luôn á. Chấm con mực với bạch tuộc vô nước, nước tương với ớt nè các bạn. Rồi cho nó kẹo nó nhiễu nè. Đó. Nhìn ngon ha. Nói chung là tự mình xào theo khẩu vị của mình nên mình nói là ngon hả các bạn, nhưng nhiều lúc mình nói ngon mà mấy bạn ăn mấy bạn không nói không ngon cũng không chừng nữa các bạn. Cho nên là tự mình vẫn vẫn một câu nói cũ là Trâm là tự nấu tự khen luôn các bạn ơi. Hồi nãy mình xào hai gói mì rồi mấy bạn, nâu có phụ mình hết gói rồi đó. Thôi chung quy lại mình ăn có một gói mì thôi nha, còn nhiều là rau rồi rồi với bỏi rồi thôi chứ không có gì nữa. Ngay gốc hành nó giòn, tại Tâm nói vậy thôi chứ có dịp mấy bạn xào thử ăn rất là ngon luôn thiệt. Được không, hôm nãy mua giờ giờ về xào xong tao ăn mì mày ăn ăn bạch tuộc với mì ăn tép hả, ăn nữa không cho ăn tép nè, hình như mua tép mày ăn không á nó mày biết. Ăn khô mà cố luôn ạ. Như cái mặt cá kìa, ngồi tướng sầu đời hết chứ không hả, biết ăn cà chua không, dưa leo gì không. Ê ý à, tao quấy một cái chết nè. Bây giờ ở đây trong đây không còn cái gì cho anh ăn đâu, ăn mì thôi nè. Đi. Mình xào bằng cái dưa leo baby á mấy bạn, nó sẽ ngon hơn dưa leo thường luôn á. Mình ăn rồi nhưng mà ở tìm không có, trong bữa nay trong Bách Hóa Xanh không có dưa leo baby. Tại vì dưa leo baby á xào xong là nó còn nguyên hình miếng dưa luôn mấy bạn, nó không có bị trong lại, giống giống như cái miếng dưa leo thường của mình vậy đó. Mà ăn nó rất là ngọt đó. Để ăn thêm trái cà chua nữa rồi mình kết thúc video nha mấy bạn. Hiện tại trong dĩa giờ còn bỏi không à, không còn mì, không còn bạch tuộc, cũng không còn tép luôn. Mình kết thúc video xong rồi mình sẽ ngồi mình gặm nhấm tiếp mấy cái trái cà chua này nha mấy bạn. Chứ mấy bạn mà đợi mình ăn hết trái cà chua này là nó rất là lâu rồi, nó mất thời gian nha mấy bạn. Ok, hôm nay Trâm sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn coi video thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh để đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Trâm nha. Bây giờ bạn Trâm sẽ nói xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh của Trâm Móc nha.